còn thứ hai là về viêm họng. Dạ vâng. Viêm họng chẳng hạn thì 80-90% là do virus nên cũng không cần phải uống kháng sinh. Ở nhà gần như chị cũng không cho, mà virus thì mình nâng cao đề kháng, mình làm sạch cái vị trí đấy thì dần dần. Em sẽ ủng hộ quan điểm là dần dần hạn chế dùng kháng sinh. Đúng rồi. Vì dùng kháng sinh và nếu mà mình bị nhiễm khuẩn mà dùng kháng sinh thì nó có thể nhờn kháng sinh và nó gây ra cái hiện tượng kháng kháng sinh. Và bác sĩ biết thì kháng kháng sinh là một sức khỏe cộng đồng đúng không? Vì vậy nên viêm họng không dùng kháng sinh. Và đối với chị thường viêm họng thì đầu tiên là cũng phòng để không bị viêm họng. Thì phòng là ví dụ như là trẻ con chẳng hạn, chị đang nói về góc độ trẻ con, vì chị là người lớn thì bị viêm họng cứ kệ. Là Bảo Hân Khánh Chi bị viêm họng chẳng hạn. Thì bôi dầu ở trong đó tối trước khi đi ngủ, quàng khăn ấm trước khi đi ngủ. Đấy, rồi mặc tương đối ấm, giữ ấm. Đặc biệt là chị có một cái như kiểu là kinh nghiệm từ cá nhân chị ấy. Bàn chân bị lạnh là dễ bị viêm họng, mũi bị lạnh là dễ bị viêm họng. Đây có phải là quan điểm theo cái đấy thì nó là kinh nghiệm. Vâng. Thực ra là và theo chị cũng có tìm hiểu về đông y. Thì đông y thì chắc có lẽ là sẽ hỏi các bác sĩ về đông y, nhưng mà ở dưới đông y nó có rất là nhiều các mạch máu và các việc. Thì khi mà cái bàn chân nó bị lạnh thì nó có thể làm cho mình bị viêm họng. Chị luôn tìm hiểu các cách làm sao để việc đấy nó không diễn ra nhé. Còn khi mà nó bị diễn ra rồi thì ví dụ như viêm họng thì đầu tiên là sẽ xúc họng bằng nước muối sinh lý. Và tiếp theo là cũng ngậm mật ong. Như vậy đây là những cái sản phẩm có ngay trong căn bếp của nhà mình đúng không ạ? Đúng rồi. Tức là dễ tìm thấy. Đúng rồi, còn ví dụ như là ngậm mật ong. Một cái nữa mà chị cũng dùng là tinh chất nghệ. Tức là củ nghệ, nó là rất nhiều tác dụng quý. Và trong củ nghệ thì có một cái tinh chất nghệ là một cái thành phần mang cái tác dụng của củ nghệ đấy. Thì hiện nay thì người ta đã chiết xuất được cái tinh chất đấy ra rồi. Và có khả năng kháng viêm, kháng khuẩn rất là tốt và cũng 100% từ tự nhiên. Các hay loại quá. Bào chế thành các dạng nano hoặc là các dạng khác là siêu nhỏ. Đấy thì pha cái đấy ra xong rồi cho em bé là chị ngậm và xúc họng. Đấy thì chị toàn là những thứ gọi là tự nhiên như thế thôi. Và ví dụ viêm họng thì cứ hỗ trợ mà chị thấy thế thôi, mật ong nó cũng hiệu quả lắm. Tuyệt vời mà. Hoặc là vỏ chanh ấy. Vỏ chanh. Ví dụ như là quả chanh, vỏ chanh này ngâm vào trong một chút muối hay là chanh đào này. Ngày xưa mẹ chị bị viêm họng bị ho á, uống bao nhiêu loại thuốc không khỏi. Thế xong mẹ chị đi xin cái vỏ chanh ở các quán phở ấy, xong rồi đem về nhà ngâm với muối, thế xong về sau dùng cái đấy để ngậm vào họng. Sau đấy thì xúc họng hàng ngày trong một thời gian là đỡ. Thì cái đấy trong đông y thì cũng có, gọi là một chân bì là một cái đấy, một cái vị đấy. Như ở nhà thì mình có thể lấy ngâm chanh đào đường phèn này. Lá đấy. Thì ngày xưa Khánh Chi khi còn bé thì chị còn lấy hoa hồng bạch ấy, hoa hồng trắng, hay là hoa đu đủ đực, hay là húng chanh, hay là quả chanh, vỏ chanh, vỏ quất, đấy, mật ong. Mấy cái đấy rồi cứ trải nghiệm hết thì sẽ thấy thiên nhiên rất là dễ thương và các loại thuốc ở ngay dưới chân mình.